Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, những ngày vừa qua chúng ta đã theo dõi phân tích về các công bố áp thuế cao của Mỹ lên nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Tuy nhiên thì các chuyên gia nhận định những mặt hàng này như nhôm, thép, cá tra hay tôm xuất khẩu bị áp thuế với đủ lý do chỉ mới là một trong những trường hợp đầu tiên trong chiến lược thực hiện chính sách thuế mới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đương nhiệm đề ra. Sẽ còn nhiều ngành hàng nữa gặp trường hợp tương tự trong thời gian tới. Vậy cụ thể chính sách mới của Mỹ có nội dung gì? Liệu nó sẽ tác động như thế nào đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ trong tương lai? Đây là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập trong số cuối của chuỗi chuyên đề xuất khẩu vào Mỹ vào ngày hôm nay. Trước hết thì mời quý vị cùng tìm hiểu về chính sách mới của Mỹ qua những ghi nhận ngay sau đây. Ngay từ cuối năm 2017, có hơn 1.000 doanh nghiệp ngành thực phẩm của Việt Nam nằm trong danh sách hạn chế xuất khẩu vào Mỹ do hàng rào kỹ thuật và thuế mà nước này áp đặt. Cũng cuối năm 2017, Mỹ lại chính thức công bố áp thuế chống bán phá giá đối với tủ đựng dụng cụ nhập từ Việt Nam với mức thuế mà phía Việt Nam phải chịu lên đến 230%, thậm chí còn cao hơn mức 90,4 đến 168,93% mà doanh nghiệp Trung Quốc phải chịu. Đầu năm 2018, Mỹ tiếp tục chính thức áp thuế phòng vệ thương mại đối với máy giặt và pin năng lượng mặt trời nhập khẩu vào Mỹ. Thế rõ ràng nhất là có thể nói là Hoa Kỳ đang có những cái bước đi nó ngược hẳn với quan điểm của Hoa Kỳ trong 70 năm vừa qua. Và tôi đã khẳng định đấy là một cái bước đi tương đối đột ngột với hệ thống thương mại toàn cầu. Như vậy, không chỉ có thép và thủy sản nằm trong chiến lược áp thuế mới của Mỹ, thực tế việc áp thuế này là điều có thể dự báo trước từ cuộc đua vào Nhà Trắng của ông Trump. Bởi ngay trong tuyên bố nhậm chức, ông Trump đã khẳng định sẽ tái thiết đất nước bằng hàng loạt chính sách mới để bảo hộ thương mại quốc gia này. Và những diễn biến của chính sách này sau đó đã được thực hiện. Cụ thể, ngày 26 tháng 4 năm 2017, trong quyết định nhằm thực hiện hóa một trong những cam kết tranh cử đáng chú ý nhất, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố gói đề xuất chính sách thuế mới, theo đó thực hiện những cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử đánh vào doanh nghiệp và cá nhân. Theo kế hoạch này, đối tượng đóng thuế tại Mỹ sẽ được cắt giảm xuống còn 3 nhóm, 10%, 25% và 35%. Thuế doanh nghiệp sẽ giảm xuống còn 15% từ mức 39,6% như hiện nay. Cuối tháng 12 năm 2017, Tổng thống Trump tiếp tục ký ban hành dự luật cải cách thuế giá trị 1.500 tỷ đô la Mỹ. Đây được xem như chiến thắng lập pháp lớn nhất mà Tổng thống Donald Trump đạt được kể từ khi lên nắm quyền. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh trong thông điệp liên bang năm 2018, với chính sách thuế mới, các doanh nghiệp lớn của Mỹ đã cắt giảm thuế kinh doanh từ 35% xuống còn 21%. Với lý do tăng cường bảo hộ các doanh nghiệp trong nước, Mỹ tiến hành siết chặt thuế nhập khẩu bằng cách tăng áp thuế chống bán phá giá lên nhiều mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ, với lý do tăng cường bảo hộ và giảm thâm hụt thương mại cho quốc gia này. Cụ thể, trong những tháng đầu năm 2018, Mỹ không chỉ làm thế giới bất ngờ khi áp mức thuế cao lên thép, nhôm mà còn gây áp lực với nhiều quốc gia với hàng loạt các chính sách chống bán phá giá lên các mặt hàng như thực phẩm, thủy sản, linh kiện điện tử v.v. Mà rõ ràng nhất và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là con cá tra Việt Nam, khi bị áp 3,87 kg trên 1 đô la Mỹ khi xuất vào Mỹ, mức thuế chưa hề có trong lịch sử giao thương giữa hai nước. Vấn đề này thì rõ ràng là nó là một cái sự phản ảnh của cái chính sách bảo hộ mà hiện nay thì có thể nói Hoa Kỳ cũng đang có những cái mong muốn là tạo ra những cái hoạt động về vấn đề là để mà trên cơ sở đó họ tăng cường cái hoạt động bảo hộ. Tôi thấy là nó trái với cái quy định của WTO, tức là cái Tổ chức Thương mại Thế giới, và nó trái với cái thông lệ của quốc tế. Thế và chính cái việc áp thuế này thì nó cũng có những cái hệ lụy mà nó ảnh hưởng đến ngay bên, tác động đến tiêu cực đến ngay trong nước Mỹ.
Các chuyên gia cũng cho biết thêm, hàng loạt các chính sách mà Tổng thống Mỹ quyết định đặt bút ký thời gian gần đây đều được thực hiện với phương châm người Mỹ ưu tiên mà ông công bố trước đó. Chính vì thế, nhiều ý kiến cho rằng với việc thực hiện chính sách này dường như Mỹ chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng nước Mỹ. Chính điều này đã gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ không chỉ từ nhiều quốc gia như EU, Trung Quốc, Việt Nam, v.v., mà còn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều chính tại nước Mỹ. Nếu quốc gia nào muốn châm ngòi một cuộc chiến tranh thương mại với chúng tôi sẽ chống trả đến cùng. Đối với mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, chúng tôi luôn tin rằng một cách tiếp cận dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau sẽ mang lại kết quả khả quan. Chúng tôi sẽ vẫn duy trì cách tiếp cận này và hy vọng Mỹ sẽ có hành động tương tự. Tôi thấy rằng là cái hành xử của Hoa Kỳ không theo các cái quy trình và chuẩn mực của WTO. Vì rõ ràng ông Tổng thống mới Donald Trump lên thì coi WTO cũng chỉ là một cái thể chế mà đôi nhiều khi là vướng víu và coi như là không phù hợp với lợi ích của Hoa Kỳ. Và đưa ra những hành xử là tương đối là không có tiền lệ. Thì đấy là cái mà các quốc gia nên biết là như vậy. Tuy nhiên, dù vấp phải những phản đối mạnh mẽ từ các quốc gia, song Tổng thống Mỹ vẫn kiên quyết áp dụng các chính sách này dù đồng ý thỏa thuận nếu có đề xuất có lợi cho Mỹ từ quốc gia bị áp thuế. Cho nên các chuyên gia dự báo chính sách này của Mỹ sẽ còn tiếp tục kéo dài trong thời gian tới. Thưa quý vị, với thực tế là quốc gia xuất siêu sang Mỹ trong thời gian qua, việc áp thuế lên nhiều mặt hàng như là thép, cá tra mà chúng tôi đã phân tích trong các số chuyên đề trước đã khiến rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam gặp không ít khó khăn. Và theo phân tích của các chuyên gia kinh tế thì những khó khăn này sẽ còn kéo dài trong thời gian tới. Và ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi tiếp theo những phân tích của chúng tôi. Số liệu mới nhất từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản cho thấy, tính riêng tháng 2 năm 2018, giá trị xuất cá tra sang Mỹ giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 15,9 triệu đô la Mỹ. Cho tới thời điểm này, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra sang thị trường này vẫn còn nhiều lo lắng về chương trình thanh tra cá da trơn và thuế chống bán phá giá. Dự báo trong quý 2 năm 2018, giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường này tăng nhẹ, không quá 5% so với cùng kỳ năm trước. Còn riêng mặt hàng thép với tốc độ tăng trưởng gần 43% của ngành thép Việt vào Mỹ trong gần 2 năm qua, thì nay với mức thuế 25% được áp, đa phần các doanh nghiệp Việt sẽ không thể xuất khẩu sang Mỹ và khả năng bị thâm hụt các chi phí đầu tư rất lớn. Quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có xuất khẩu sang Mỹ mà còn ảnh hưởng tới toàn ngành thép. Khó khăn thì những cái nhà máy sản xuất thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp. Là do là cái kế hoạch là các nhà máy, một số nhà máy có kế hoạch là xuất khẩu vào Mỹ. Đấy, là tập trung vào các nhà máy mà thép tôn mạ màu, rồi thì các nhà máy sản xuất ống, đấy, thì tương ảnh hưởng rất nhiều. Theo nhận định từ trang tin VOA của Mỹ, từ năm 2001 khi Việt Mỹ ký Hiệp định Song phương Thương mại BTA đến năm 2017, giá trị xuất siêu của hàng Việt Nam vào Mỹ đã tăng liên tiếp và gấp gần 150 lần, từ 2 triệu đô la Mỹ lên gần 30 tỷ đô la Mỹ. Nhưng năm 2018 rất có thể là năm đầu tiên chứng kiến cú sụt giảm của đường biểu diễn xuất siêu chưa từng đi xuống đó. Điều này có nghĩa các doanh nghiệp xuất khẩu vào Mỹ trong đó có Việt Nam sẽ khó mà hoạt động thuận lợi trong thời gian tới. Ngay tại thời điểm này, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam có thị phần lớn ở Mỹ đang vô cùng lo ngại. Theo tôi thì có thể thứ hai có thể nó giảm. Thì nguyên nhân là do thì là Tổng thống Trump vừa rồi là ra sắc lệnh là đánh thuế nhập khẩu thép vào Mỹ là 25% và nhôm là 10%. Thì chắc chắn là thứ hai sẽ ảnh hưởng, cái lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ sẽ ảnh hưởng. Thì lần áp thuế này là nặng nề nhất và nó sẽ gây ra cái khó khăn lớn đối với các nhà xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường của Mỹ. Bởi hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu là doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, mà với mức áp thuế cao như vậy sẽ không có doanh nghiệp nào có đủ khả năng xuất khẩu sang Mỹ như trước. Bởi trừ các chi phí nguyên liệu, vận chuyển thì cộng thêm các mức phí bị áp, hầu hết các doanh nghiệp sẽ phải ôm lỗ nếu xuất. Câu chuyện của ngành thủy sản bị áp 3,87 đô la Mỹ mỗi kg, thậm chí có doanh nghiệp còn bị áp tới 7,74 đô la Mỹ mỗi kg, trong khi giá xuất khẩu sang thị trường này chỉ từ 3,1 đến 3,5 đô la Mỹ mỗi kg là minh chứng cụ thể. Doanh nghiệp thì bây giờ là vấn đề là bây giờ với cái thuế suất này thì chắc chắn các doanh nghiệp cũng khó mà tiếp cận được thị trường. Thì trên cơ sở là bây giờ là áp thuế hoặc là chúng ta tìm kiếm những cái thị trường thay thế. Thì liệu rằng là những cái dịch vụ khác hoặc những mặt hàng khác tương tự như vậy thì tới một ngày nào đó có thể là cũng bị đánh thuế cao như vậy để ngăn chặn hay không? Và một cái điều cơ bản nữa
thì khi trong khi người ta không tính nhiều đến vấn đề chất lượng của hàng hóa, của thép, thì người ta lại tính tới cái giá cả của nó và họ ngăn chặn bằng cái cách đó. Thì đây là một điều có thể nói là rất là vô lý, làm cho doanh nghiệp sẽ lúng túng và không biết đi theo một con đường nào cho nó đúng. Khó khăn còn tiếp tục bao vây các doanh nghiệp bởi câu hỏi về việc giảm hoặc không xuất được hàng vào Mỹ. Thì đầu ra cho sản phẩm các doanh nghiệp sẽ thế nào vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Chính vì thế các doanh nghiệp lại gặp khó khi tự tìm đầu ra cho những sản phẩm không thể xuất vào Mỹ. Bởi vì chuyển hướng sang thị trường mới thay thế Mỹ cũng cần một quá trình để doanh nghiệp thích nghi và đáp ứng yêu cầu của thị trường đó. Đồng thời sự cạnh tranh với các quốc gia khác cũng là không nhỏ. Khi mà ngành thép Việt Nam, các sản phẩm thép Việt Nam cũng như là các cái sản phẩm thép của các nước trên thế giới, ngoại trừ hai nước mà lúc nãy tôi nói, được nhập khẩu vào Mỹ thì nó sẽ, với Việt Nam thì nó sẽ vô vàn khó khăn. Khó khăn thứ nhất là lúc đó chúng ta sẽ phải cạnh tranh song phẳng với các đại gia ngành thép của thế giới. Ví dụ như là các cái tập đoàn lớn về thép của Nhật Bản, của Hàn Quốc, của Nga, của EU. Chính bởi những khó khăn vừa nêu đã dẫn đến một vấn đề rất đáng lo ngại cho các doanh nghiệp Việt Nam. Thời gian gần đây đã được các chuyên gia khuyến cáo là việc các doanh nghiệp trong nước đang gặp khó hoặc không vào Mỹ được sẽ tìm mọi cách tuồn hàng sang các thị trường khác. Việc chuyển hướng thị trường này không đáng bàn nếu các doanh nghiệp có kế hoạch và tìm hiểu thị trường rõ ràng. Tuy nhiên, sau công bố thuế lên cá tra Việt Nam vào Mỹ, các doanh nghiệp đã không còn thiết tha với thị trường này và quay sang tìm mọi cách xuất bằng đường tiểu ngạch vào Trung Quốc. Dẫn đến việc đầu năm 2018, Trung Quốc vượt Mỹ trở thành thị trường nhập khẩu cá tra Việt Nam nhiều nhất, tăng 42% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo về xuất khẩu tiểu ngạch vào Trung Quốc tiềm ẩn rất nhiều rủi ro bởi sự ổn định của thị trường này là không chắc chắn. Nói chung thì từ năm 2017 đến nay thì cái thị trường Trung Quốc chúng tôi sức cũng ổn định, tháng cũng vài trăm tấn á, sản phẩm á. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng trong cái mua bán của Trung Quốc chúng tôi là cẩn thận, bởi vì nó không ổn định, nó giống như ba cái nông sản đó, rồi nó cũng có gặp khó. Thực tế những ảnh hưởng và thách thức từ các chính sách được phía Mỹ công bố đã đặt lên vai không chỉ thép hay cá tra, mà là gánh nặng trong thời gian tới với nền kinh tế Việt Nam. Các chuyên gia cảnh báo, sự thay đổi và các công bố đột ngột từ Mỹ có thể sẽ còn tiếp tục diễn ra. Các doanh nghiệp cần trang bị kiến thức về thị trường và luôn trong thế chủ động để đối phó. Thưa quý vị, khép lại chuỗi chuyên đề phân tích về các chính sách về thuế mà Mỹ áp đặt lên các mặt hàng nhập khẩu, đại diện doanh nghiệp Hiệp hội các chuyên gia đầu ngành đã đưa ra một số giải pháp tạm thời và đề xuất hướng đi lâu dài cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận tiếp theo. Tất nhiên hồi xưa các doanh nghiệp là kỳ vọng là xuất được thị trường Mỹ thì bán được giá hơn. Bây giờ thị trường Mỹ mà coi như là không xuất được thì phải kiếm thị trường khác, hoặc là bán tăng cường trong nội địa thì có thể lợi nhuận nó giảm đi. Có thể nó giảm đi phần nào đó thì tôi nghĩ có thể chuyện đó là cũng có. Chúng tôi cho rằng đây là một cái vấn đề mà cần thiết phải được khiếu kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ để mà trên cơ sở đó yêu cầu DOC phải xem xét lại cái quyết định của mình một cách nó thỏa đáng hơn, để mà có thể là phản ánh cho nó rõ và nó đúng cái thực chất của cái hoạt động xuất khẩu của mình. Là những cái tài liệu để chứng minh những cái điều mà mình thấy rằng là cái chính sách mới về thuế nó không có hợp lý trong điều kiện áp dụng Việt Nam và đặc biệt là cái thời điểm này. Cái thứ hai á, là đứng trên công bằng mà nói thì có thể họ có một cái chủ quan cố tình như vậy thì họ đưa ra rất nhiều lý luận để mà họ áp đặt. Và nếu mà chúng ta không vững thì chúng ta sẽ bị cuốn theo hoặc là phải từ bỏ thị trường. Vậy thì cái thứ hai cần phải làm á, là chính phủ Việt Nam nên có một cái chiến thuật đàm phán và chiến lược lâu dài và đưa ra những căn cứ như là cái quan hệ giữa hai nước, rồi những hiệp định về song phương và đa phương, rồi những cái vấn đề về cam kết hỗ trợ nền kinh tế của cả hai quốc gia cùng phát triển. Huấn luyện và hỗ trợ cho các doanh nghiệp ta biết về vấn đề là chống bán phá giá và chống trợ cấp như thế nào. Cái điều này là rất là quan trọng để các doanh nghiệp khi người ta sản xuất, người ta xuất khẩu đi, người ta trong quy trình của họ, họ làm thế nào để khỏi bị người ta vin vào đó. Thì cái cơ sở chúng ta vẫn là cơ sở của cái WTO và các tất cả các nước đang, 164 nước đang là thành viên. Nhưng mà cái câu chuyện đó như vừa nãy tôi nói thì cái câu chuyện khởi kiện một quốc gia lớn như vậy thì nói chung là chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều và nhiều thứ để đánh đổi. Cho nên phải tính toán rất là kỹ, chứ không phải là chúng ta máy móc, chúng ta sẽ coi như là sẽ kiện ngay được. Thì đây là cũng thực sự nếu mà triển khai thực thi thì coi như là sẽ, đấy là một cái thách thức và cái bất lợi cho các doanh nghiệp trong các ngành mà họ đang bảo hộ.
Đến đây thì chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.